Anh chị và các bạn đang tìm một mẫu máy đánh vẩy cá mà có thể hỗ trợ xử lý cá một cách nhanh hơn thì trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn về mẫu máy đánh vẩy cá cầm tay. Vậy thì mẫu máy này có điểm gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu mẫu máy trong video ngày hôm nay nhé. Nói qua một chút về mẫu máy đánh vẩy cá cầm tay mà em muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn ngày hôm nay thì máy được làm từ hai chất liệu chính là nhựa và inox. Ở đây thì mẫu máy được chạy với hệ thống motor với vòng cua là 7.000 vòng trên một phút, hỗ trợ anh chị và các bạn đánh vẩy cá một cách nhanh chóng. Máy được thiết kế nhỏ gọn giúp anh chị và các bạn thuận tiện trong việc sử dụng cũng như là thao tác trong quá trình đánh vẩy cá. Hiện tại thì máy có động cơ khỏe, lực quay mạnh và vòng cua nhanh, giúp anh chị và các bạn loại bỏ cái phần vẩy cá dù là một cá lớn thì trong vòng 10 giây là có thể xử lý xong được rồi. Và dù là xử lý cá nhanh như vậy nhưng mà vẫn đảm bảo là cá sẽ được nguyên vẹn và không bị rách. Phần lưới dao của máy được thiết kế khá là đa năng, giúp anh chị và các bạn có thể sơ chế được nhiều loại cá với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Cân nặng của cá trung bình sẽ rơi khoảng tầm từ 0.5 cho đến 5 kg. Và hiện tại thì mẫu máy đang được bên công ty cung cấp ra thị trường với mức giá vô cùng ưu đãi, chỉ với mức đầu tư ban đầu khoảng tầm từ 1.2 triệu cho đến 1.300.000 đồng là anh chị và các bạn có thể sở hữu mẫu máy này rồi. Và anh chị và các bạn còn chần chờ gì nữa mà không gọi điện ngay số hotline của công ty để có thể được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Cuối cùng là xin chào và chúc anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành.